Quý vị và các bạn đang đến với chuyên đề cải cách hành chính của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Mở đầu chuyên đề hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý ngay sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định ban hành tiêu chí cách phân bổ điện thoại thông minh thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, tiêu chí ưu tiên hộ gia đình được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, xét thứ tự ưu tiên cho người dân tộc thuộc ấp khóm đặc biệt khó khăn, dùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời là hộ thuộc xã đặc biệt khó khăn, dùng bãi ngang ven biển và hải đảo, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Điều kiện được hỗ trợ gồm hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến thuộc chương trình Sóng và máy tính cho em, tính đến thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ số lượng điện thoại thông minh cho tỉnh Cà Mau. Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ. Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng và tiếp cận thông tin năm 2023. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên hệ thống website https://tìmhiểupháp luật.cà mau.gov.vn với thời gian bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8 năm 2023 và kết thúc vào ngày 28 tháng 8 năm 2023 nhằm phổ biến sâu rộng về các nội dung an toàn an ninh mạng, tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan. Cuộc thi phát động đến các đơn vị trực thuộc, khuyến khích các cơ quan tổ chức, đơn vị địa phương có văn bản giao chi tiêu cụ thể cho cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng tham gia. Thông tin cập nhật về cuộc thi và các tài liệu liên quan được ban tổ chức đăng tải trên website https://tìmhiểupháp luật.cà mau.gov.vn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2023 đối với 14 công chức viên chức, gồm 11 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 3 người hưởng chính sách thôi việc ngay, trong đó các cơ quan tổ chức hành chính 3 người, các đơn vị sự nghiệp công lập 10 người và cán bộ công chức cấp xã 1 người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan đơn vị có đối tượng tinh giản biên chế, tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các trường hợp nêu trên, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí chi trả chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường thực hiện cải cách chế độ công vụ. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu ngành địa phương các cấp trong thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó có cải cách chế độ công vụ. Khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, cơ cấu sắp xếp lại đội ngũ công chức viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, đảm bảo 100% công chức viên chức được sắp xếp đúng đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng tiêu cực, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau về việc tăng cường kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thực hiện việc kết nối chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thông tin, giấy tờ của công dân chỉ cung cấp một lần. Việc này hoàn thành là cơ sở nhân rộng thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác, phục vụ số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính.
Tại tỉnh Cà Mau, Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh đã tham mưu thiết lập kho dữ liệu điện tử với hơn 50% công dân, tương ứng với 630.000 người trên 1,2 triệu dân, đã được cấp định danh điện tử mức độ 2. Với số lượng khá lớn người dân đã có tài khoản định danh được xác lập trên cổng dịch vụ công, hiện nay người dân đã bước đầu sở hữu tủ hồ sơ trên môi trường số. Từ khi chúng ta ra đời, tại các cơ sở y tế đó, hoặc là các bệnh viện sẽ cấp cho chúng ta một cái giấy chứng sinh, rồi sau đó chúng ta làm thủ tục giấy khai sinh, rồi lớn lên trưởng thành chúng ta có hàng loạt các giấy tờ. Thế thì những cái giấy tờ đó chúng ta mang về, chúng ta lưu trữ trong một cái tủ hồ sơ. Đó thì chúng ta thực hiện theo phương thức đó là phương thức thủ công truyền thống. Như vậy thì cái quá trình đó thì hiện nay đó nó chưa có phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Thế trong bài toán đặt ra để giải quyết vấn đề này đó là chúng ta sẽ thực hiện đưa các loại giấy tờ đó ở trên cái môi trường điện tử. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta hình thành cái cơ sở liệu dân cư, rồi chúng ta hình thành các cái định danh cho từng cái người dân. Đó. Trên cơ sở đó thì ở trên môi trường điện tử sẽ cấp cho ta một cái giữ cái nơi để chúng ta lưu trữ dữ liệu trên đó, tương tự như là cái tủ dữ liệu giấy của chúng ta, thì cái đó gọi là kho dữ liệu điện tử. Chúng ta hiểu một cách đơn giản, đó chính là cái nơi để chúng ta lưu trữ các cái giấy tờ được xuất phát từ các cái giao dịch, từ cái dịch vụ công của chúng ta hàng ngày. Ngay sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc kết nối tích hợp khai thác tài liệu điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, trực tiếp là Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia, theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, việc triển khai hướng dẫn tích hợp khai thác tài liệu điện tử từ kho quản lý dữ liệu của công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho công chức viên chức tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau được Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm hạ tầng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để tổ chức cá nhân có thể khai thác các tài liệu đã tích hợp, cung cấp trên kho quản lý dữ liệu điện tử của cổng dịch vụ công quốc gia thông suốt liên tục. Ban đầu thực hiện thì thủ tục nó hơi phức tạp, thì các thao tác xử lý do máy móc thiết bị thì chưa có hỗ trợ kịp. Thì lúc đầu thì nó còn hơi chậm, nhưng đến thời điểm hiện nay thì sau khi qua các buổi tập huấn của Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính thì cơ bản là ổn. Thì cán bộ công chức đã hầu hết đã xử lý được tất cả các hồ sơ qua môi trường mạng, qua môi trường trên dịch vụ công trực tuyến. Đến nay thì cơ bản là cái kho dữ liệu điện tử của cái người dân, của công dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau thì chúng ta đã cơ bản hoàn thành. Thì hiện nay là tiếp tục thực hiện những cái quy định mới của Văn phòng Chính phủ, sự hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì hiện nay trung tâm sẽ tiếp tục là thực hiện việc kết nối tích hợp với các cái cơ sở dữ liệu có liên quan để nhằm đảm bảo cho cái việc mà thực hiện các thủ tục chính trên môi trường điện tử được thông suốt. Hiện các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo công chức viên chức tại bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền quản lý khai thác tài liệu điện tử từ kho quản lý dữ liệu trên cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đồng thời hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức khai thác tài liệu điện tử từ kho quản lý dữ liệu trên cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ thực hiện thủ tục hành chính và các dịch vụ tiện ích khác khi có nhu cầu. Để thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh Cà Mau đã tăng cường các tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện sử dụng tài liệu điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trên cơ sở kho dữ liệu điện tử của công dân đã được thiết lập, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh đã hoàn thành việc tích hợp, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và đã vận hành kỹ thuật từ ngày 1 tháng 8.
tiến hành tập huấn cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về thiết lập và đồng bộ hồ sơ điện tử cho công dân. Qua một thời gian thì nói chung cái phần nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng thì tôi thấy nói chung là bước đầu thì nó cũng hơi khó khăn. Qua các buổi tập huấn là do trung tâm giải quyết thủ tục hành chính cũng như các ban ngành mà tập huấn tổ chức tập huấn thì tương đối cơ bản cũng thực hiện cho giúp cho bộ phận một cửa là thực hiện tốt cái nhiệm vụ này, phù hợp với tình hình hiện nay. Tại vì hiện nay thì đa phần là ủy ban các xã thì đang thực hiện cái giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Việc tích hợp khai thác tài liệu điện tử từ kho dữ liệu cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính gồm hai quy trình: tích hợp đồng bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh và khai thác tài liệu điện tử từ kho dữ liệu cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm hồ sơ trực tiếp, trực tuyến tại các bộ ngành địa phương. Hiện nay là chúng ta đã đảm bảo đủ cái điều kiện để chúng ta có thể vận hành cái việc mà kết nối tích hợp và khai thác cái kho dữ liệu điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia theo cái tiến độ mà do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cũng như là trên cơ sở hướng dẫn của chính phủ, văn phòng chính phủ. Trước mắt thì trong cái thời gian này thì chúng ta sẽ ưu tiên để chúng ta thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, thì trong đó là trọng tâm là trong tháng 8 này thì chúng ta sẽ vận hành thông suốt hai cái nhóm dịch vụ công liên thông, đó là nhóm dịch vụ công về khai sinh, rồi đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ với 6 tuổi, và nhóm thủ tục hành chính liên thông thứ hai đó là nhóm khai tử, xóa đăng ký thường trú và thực hiện cái chính sách bảo trợ xã hội, trợ cấp mai táng phí. Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 8 năm 2023, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh triển khai tập huấn cho khoảng 600 cán bộ công chức viên chức kiến thức kỹ năng chuyên môn để đảm bảo phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đồng thời rà soát các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết, lược bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp nhận thực hiện. Đặc biệt, chú trọng việc cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân một cách đơn giản, trực quan, dễ hiểu, giúp người dân có thể tự thực hiện một cách dễ dàng, thuận tiện. Mới đây, Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành có liên quan ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp. Về quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức viên chức làm việc tại bộ phận các cấp, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi bổ sung năm 2019, khoảng 3 điều 21 Nghị định số 163 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài chính để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố xem xét quyết định việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh thành phố cho phù hợp với quy định của pháp luật. Bản thân thì cũng như là bộ phận của một cửa của ủy ban thì sẽ cố gắng học hỏi trao dồi thêm những cái trường hợp nào mà mình chưa biết thì sẽ cố gắng trao dồi với các đơn vị bạn để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Nhiệm vụ thì phải làm, nhưng mà mong muốn nếu mà có thể cấp trên có thể xem xét mà hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho cán bộ một cửa thì sẽ càng tốt hơn để phục vụ cho anh em cũng như tạo động lực để anh em có thể hoàn thành tốt hơn cái nhiệm vụ hơn trong thời gian tới. Nói chung thì trước đây thì để khi thực hiện đối với cán bộ có hỗ trợ cho đối với cán bộ trực ở bộ phận một cửa, nhưng mà đến nay thì không có hỗ trợ, thì trên cơ bản thì về nhiệm vụ thì vẫn thực hiện thôi, nhưng mà tôi cũng mong muốn là sau này nếu có điều kiện á thì sẽ xem xét hỗ trợ để chi phí để cho cán bộ một cửa để thực hiện cho công việc nó tốt hơn, khi mà hướng dẫn cho người dân và tạo điều kiện cho người dân. Đa số là về qua hiện tại qua môi trường mạng á và thanh toán trực tuyến á thì thường á là sử dụng tài khoản của cơ quan và một phần tài khoản của cá nhân á, nên nó cũng gặp khó khăn cho công tác thực hiện thủ tục. Nâng cao cái năng lực xử lý cán bộ công chức viên chức, đồng thời chúng ta sẽ có những chính sách động viên khen thưởng kịp thời những cái cán bộ công chức mà có cái trình độ năng lực xử lý tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
trung tâm sẽ khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để mà thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh sớm có cái chính sách khuyến khích hỗ trợ cho cái bộ phận một cửa các cấp để nhằm đảm bảo động viên kịp thời cho cái đội ngũ cán bộ công chức có cái động lực để chúng ta hoàn thành cái việc mà chúng ta thực hiện tốt cái nhiệm vụ về hỗ trợ cho người dân giao dịch trên môi trường điện tử. Để tránh phát sinh bất hợp lý khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, Bộ Nội vụ đề nghị mức chi trong các chính sách hỗ trợ quy định bằng mức tiền tuyệt đối không gắn với mức lương cơ sở hoặc mức lương hiện hưởng của cán bộ công chức. Việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp nhằm động viên khích lệ đội ngũ cán bộ công chức viên chức tiếp tục nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực, góp phần đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên đề cải cách hành chính kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở chuyên đề này kỳ sau.